Ôi chào các bạn, mình làm tiếp một clip các bạn, làm tiếp để các bạn có video xem nha. Mình cũng xả một số cái mặt hàng nhất định cộng với giới thiệu hàng mới nha. Ok, cái này hồi chiều, thực ra ngày hôm qua nha, tới giờ các bạn, sau khi đấu tụ thì bây giờ nó chạy, nói chung là nó không có ngọt á. Để mình kiểm tra lại nha, anh Khách đợi giùm nha, ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra, đo đạt kiểm tra các bạn. Cái này mình lấy được về một cái làm mẫu các bạn. Khi mình cấp điện các bạn thấy nó kêu chạch 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 á. Mình không biết là cái gì. Ở đây thì các bạn mình thấy là có mã là PC40TDK. Mình không biết là lọc hay là gì nhá. Khả năng ngày mai thì mình sẽ tiến hành mình bung ra để mình coi bên trong nó đấu như cái gì các bạn. Nhưng mình nghĩ ra đây là một vào hay là các điện ra hay sao ha. Cũng không rõ lắm nhưng mà mình test cho bạn coi nha. Cái này tại vì mình cũng rất là tò mò nha. Thêm nữa bên bạn cũng đang có mấy cục mà, ví dụ như có làm được gì thì mình đem gì mình làm, bỏ thì tiếc ha. Các bạn cần nhìn nè, nó nẹt rất là dữ luôn á. Và đôi khi các bạn nó kéo một cái tia lửa hồ quang dài ra vậy nè, nhưng mình không rõ là lý do. Ở đây mình cấp 24V nha, bên nào cũng vậy các bạn, bên kia cũng vậy nha. Bữa mình ngồi mình quẹt nó cả ngày luôn. Các bạn khi cấp điện á, ở bên trong nó đánh chạch 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 nha, mình không rõ là cái gì đó, đánh sập điện luôn các bạn. Đôi khi thì kéo ra một cái tia lửa hồ quang rất là dài nha, không rõ là cục gì các bạn. Thì mình chỉ biết đó là phe lõi ferrit. Lõi ferrit thì nó tốt hơn cái lõi sắt nha, cái tự tính nó mạnh hơn, chỉ vậy mình biết vậy thôi các bạn. Còn bên trong nó đóng như thế nào thì chắc phải mở ra các bạn, phải mở ra nghiên cứu nha. Hoặc khách nào biết thì chỉ giùm mình nha, hoặc là khách nào mua thì mình cũng bán nha. Nói chung là mình vừa tò mò, vừa tìm tòi mà cũng vừa thương mại nha. Còn cái bộ này thì đang đứng hình luôn các bạn, thiệt tình. Cái này là mình tốt với người hại mình. Mình lấy về được 3 bộ các bạn, trong đó có 4 bộ chứ, trong đó có một bộ là đủ rắc nha, đủ rắc. Cái mình lấy về là cái bên bãi có điện qua giật ngược giật xuôi các bạn, cho chia lại một bộ. Thật ra là trước đây á, mình cũng từng nhờ người ta chia, tại vì đang có đơn á. Mấy cái tủ các bạn nhớ cái tủ mà đỏ 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 ngày xưa không? Mình cũng nhờ mấy anh bên bãi gọi điện giùm cái chủ mua đó, tại vì mình cũng nhận cọc người ta hết trơn rồi. Mình biết cái thông tin như vậy nhưng mình cũng đã nhờ rồi, cho nên mình khi có bên bãi gọi các bạn thì mình cũng rất là sốt sắng nha. Ok, tôi sẽ chia lại một bộ, nhưng chia đúng cái bộ mà đầy đủ sắt cáp, đầy đủ sắt cáp. Ở đây mình cầu cứu nha, anh em nào đang biết thì chia sẻ giùm nha. Cái dòng mà AC nè, dòng AC nha, 750W nha, 220V, 3.000 vòng. Thì con này á đã bán, bên bãi bán rất nhiều rồi, bán mấy chục bộ lận, nhưng mình ôm chỉ được 3 bộ, 4 bộ thôi. Người ta làm chạy hết trơn rồi, trên Facebook cũng có bán nha, nhưng bây giờ mình mua lại thì không kịp. Tra thông tin data sheet thì nó không ra được nhiều. 3 dây cáp động lực thì mình đã nói rồi, 3 dây này thì nói chung là có màu dây nha, cho nên mình phân biệt được. Nếu mà nó báo lỗi thì mình có thể thay mình đảo qua đảo lại được, cái này mình xử lý được. Bây giờ mình đang gặp khó là cái chỗ này, chỗ encoder các bạn. Encoder bên đây một màu nha, bên đây là một chùm màu luôn nè, hình như 8 dây. Bên đây cũng là 8 dây nha, bên từ cái encoder trên thân máy á cũng là 8 dây, nhưng mà nó không trùng màu. Mình không đoán làm sao, tại vì cái jack bên đây nè bị cắt rồi. Mình xin hỏi một số bên chỗ mà người ta bán cái này qua các bạn, nhưng mà không ai phản hồi cả nha. Và ra trên mạng thì nó chỉ có hướng dẫn đấu đấu xung này thôi, đấu cấp ấy thôi. Các bạn có thể chạy job, hoặc là chạy chạy speed, hoặc là chạy moment á. Còn cái này thì nó không có cái datasheet cụ thể, cho nên đang đứng hình luôn nha. Nói chung mình cũng nỗ lực nhưng mà giờ bó tay. Khách nào biết cái này chỉ đi giùm nha, hoặc là mình sẽ mở ra các bạn, mở ra một con nha. Mình sẽ tra dây bên đây với bên đây, nhưng mà cơ bản bên đây mình cần có cái bản datasheet dữ liệu của nó mình mới tra được bên đây các bạn.
Mình đang đứng chỗ này nhé, khách nào cần, khách nào biết cái dòng này thì liên hệ giùm nhé. Mình cũng hỏi mấy bên này. Đang có hai đơn nợ của khách, bó tay luôn. Ok, tiếp tục thì mình cũng giới thiệu thêm đồ cộng với thanh lý một số đồ nha. Các bạn đón xem, làm clip cỡ 40 phút. Cụm này thì đây là tụ bù, tụ bù 3 pha các bạn. 12,3 cho tới 13,5 kVAr. Và có cầu chì là 32A. Con này rất là lớn nha. Con này mình báo các bạn là mình đã test rồi. Nó cái tụ điện này nó còn hoạt động rất là tốt nha, hàng của Pháp. Cái hãng thì hãng của Đức các bạn, hãng Schneider các bạn. Schneider nhưng mà của Đức nha. Nhưng mà make in France. Con này các bạn thấy nó là Rai capacitor. Thông thường capacitor nó là không có Rai các bạn. Nó là cái này là Rai nha. Thông thường mình không thấy có chữ này, nhưng mà giờ cái này thì nó có chữ này, 3 pha 55 độ. Mình đã test rồi, test với một số con động cơ phát điện 3 pha thì nó đem lại một cái hiệu năng rất là tốt nha, trước khi cấp điện vào và sau khi cấp điện vào. Còn cụ thể mình test, mình nghiên cứu như thế nào thì cái đó thì mình không nói nha, nhưng mà cơ bản thì mình bao các bạn là rất là tốt ha, rất là tốt. Còn rảnh bữa mình quên test nha. Quên ghi lại. Ba cái này 550k bao ship nha. Bán thêm một cụm hàng của Pháp nha, hãng của Đức, còn rất là mới. Cái nguồn này mình còn 4 cái các bạn. Bây giờ mình giảm thêm ly cà phê cho các bạn nha, 185k xả nha. Mấy cái này mình xả các bạn ha. Cho nên những khách mà mua giá cao hơn á thì thông cảm giùm nha, tại vì bây giờ mình xả hàng. Nói chung là shop là người quyết định nha. Còn tùy thời điểm các bạn, tùy thời điểm nha, xả hay không xả là tùy thời điểm. Quạt này thì hiện tại từ 24V cho tới 48V chạy cực tốt luôn. Đặc biệt ở 24V nha, quạt rất là mát. Cho nên khách nào về cấp đỏ đen là chạy nha, đỏ là dương, đen là âm. Mặc dù nó có thêm cái dây chỉnh tốc độ, hoặc là khách nào cần thì mình đấu ra một cái núm chỉnh tốc độ nha. Về cấp 24V là chạy, 12V mình test rồi nó không chạy các bạn ha, 24V là chạy. Còn khách nào muốn chạy 12 thì mình đang đặt một lô, một lốc mấy cái tăng áp về mình ráp vô mình bán nha. Thì cái loại này mình thấy nó hạn nhất là hàng mới, thứ hai là hãng của Nhật, thứ ba là hàng cái lưu lượng gió lớn nha, mình lấy một cái test rồi. Thì cái này á nó phù hợp cho các bạn làm một cái quạt mini để các bạn xách tới xách lui nha, có thể cắp ắc quy và xài, xách đi rẫy gì đó nó cũng tiện lợi ha, chứ xách cái quạt to đùng như vậy thì cũng khó các bạn. Xách đi xách về hoặc là các bạn bỏ ba lô đi du lịch, các bạn làm thêm cục pin nha, 24V đó, hoặc là 12V thì mà qua mặt tăng áp. Ở đây nó chỉ có 1.54A, tức là nếu mà các bạn làm một cục pin có dung lượng là 15A thì các bạn xài được 10 tiếng nha. Hoặc là 10 tiếng là mà 10 tiếng các bạn chạy maximum á. Còn các bạn xài nhẹ hơn thì chắc phải 20 tiếng 30 tiếng nha. Đó, thì các bạn cứ nhân lên thôi. Chia ra, lấy cái số ampe của các bạn á, chia 1.5 thì các bạn ra số giờ để sử dụng được nha. Cánh quạt lớn, lưu lượng gió lớn. Nếu mà hai cái này thì gió nó mát hơn cái này luôn các bạn. Nhưng mà nó có nhược điểm là khi các bạn chạy tốc cao á, chạy 24 á, mà các bạn không giảm tốc lại á, nó lưu lượng gió lớn nhưng mà nó sẽ hơi ồn. Còn cái này nó sẽ êm đúng không? Còn cái này nó sẽ hơi ồn. Đó, cái kiểu như vậy. Nhưng mà đợi mình về mình ráp cái mo mạch á, mình chạy 12 và chỉnh nhỏ xuống ở cái mức độ mà nó không ồn lắm thì mình sẽ test cho các bạn coi là nó có mát hay không mát nha. Nhưng mình nghĩ là nó tương đối mát. Còn những cái mà bạn lắp cho những cái ứng dụng như là thổi bếp hay gì đó thì nói chung là ok nha. Ok, mình bán bây giờ nếu mà để như vậy, các bạn hàng mới chưa xài nha, để như vậy gói bao xài từ 24 cho tới 48.
À, để như vậy các bạn, về cấp đỏ đen là chạy. Đấu cho các bạn một cái núm chỉnh tốc độ thì 240k bao ship nha. À, 240k bao ship, luôn tiền công, luôn tiền cái núm chỉnh tốc độ nha. Cái này với cái này đồng giá các bạn. À, đồng giá nha. 240k bao ship. À, hàng mới chưa xài. Chạy im ru. Để mai rảnh mình làm một cái clip mở review bên trong đó cho các bạn coi nha. Con này thì rất ok. Còn khách nào muốn chạy điện 220 á thì lấy mua thêm một cái bo nguồn 29V 4A 116W thì con này á, nó chạy cho con này dư phản lực luôn. Ha, khách nào mua phản lực thì lấy, chạy muốn chạy dư phản lực thì lấy con bo này. Và một cái này á thì các bạn thấy có thể chạy cho được hai cái quạt luôn nha. Một cái bo nguồn này nè. Thì các bạn chạy được hai cái quạt luôn. Thì cái này các bạn lấy kèm thì mình tính 80 nha. Còn bán lẻ thì mình đang bán 120. Nhưng mà khách nào lấy kèm thì bán 80, tính thêm 80 nha, hàng mới chưa xài. Toàn bộ hàng mới hết nha. Ok. 100 cái các bạn. Alo alo. Báo cụ thể qua Zalo giùm mà em ơi, thông tin như thế nào báo giùm đi. Đúng rồi. Đây còn một số cái tủ các bạn ha, tủ biến tần. Cái này thì mình chỉ còn cái loại lớn các bạn. Mình chỉ còn loại lớn nha. Cái loại lớn này nè. Còn loại nhỏ nhỏ này thì mình gom lại mình để mình xài nha. Thì vì cũng không còn nhiều. Nói chung mình gom lại nha, gom lại để dành. À nhưng mà cái này còn nhiều các bạn. Cái đá cắt nè. 100k 4 miếng nha. Bữa nay đi cho anh khách mỗi thứ 10 cái nha. Cảm ơn khách ủng hộ, mình cũng giảm giá rất là nhiều các bạn. Đá cắt phim 150 nha, Boss. Cái lỗ ở giữa là 22,23 nha. Nhưng mình nghĩ là nó có tiêu chuẩn hết trơn rồi nha. Những cái máy lớn thì thông thường đưa vô là vừa thôi chứ không phải suy nghĩ. 100k 4 miếng nha, hàng mới chưa xài. 100k 4 miếng, Boss. Ở cái đá này cũng còn các bạn, đá phim 125 nè. Bán thêm 1-2 đơn nữa là đóng cái này lại. Phim 125 đá mài, Boss cho inox. 100k 4 miếng nha, bao ship. Còn đá phim 150 đá mài thì cũng còn mấy miếng, mình bán thêm 1 đơn nữa là đóng lại nha. Tại vì mình bỏ vô hộp tại vì sắp tới xài nhiều nha. Boss phim đá mài đá mài phim 150, 100k 3 miếng nha. Còn 1 đơn cuối cùng, còn như mình gom lại. Còn túm lại là cái số lượng nhiều nhất chính là cái đá phi 180, 100k 3 miếng luôn, bao ship ha, đá mài. Cái này thì khách nào mà có máy lớn á, đưa vô mài ha. Hoặc là mình chuyên dụng mình mài thì đặc biệt là cho inox á. Công ty nào lấy thì mình lấy số lượng thì mình bán giá tốt nha. Nói chung thực sự giá 100k 3 miếng hiện tại là giá phải nói là gần như mình đang chịu lỗ nha. Đang gồng lỗ. Xả cho hết. Còn cái này thì lọc nguồn thì cứ lọc nguồn AC điện 100V. Khách nào chưa âm thanh thì lấy nha. Cứ 100k 6 miếng mình xả lại các bạn. Không bán nữa nha, xả lại. 100k 6 miếng. Còn hai cái bộ này thì đánh rỗi mình lắp motor ha. Lên cái mục bo điều khiển một trục. Có thể làm một số ứng dụng inox. Ha. Cứ cái gì giờ cái gì lòi ra cũng xả hết thì nó tiếc nha. Cái này thì rất là nhiều ứng dụng. Tạm thời để các bạn. Cái này ngày mai mình với một bạn kia sẽ khả năng là sẽ rã 3-4 cái nha. Rã xong rồi phân loại ra thì mình sẽ chào bán nha. Hiện tại thì mình cũng đang cái này hiện tại mình đang chào một bên mà chuyên các bạn, chuyên về inverter, chi về ấy á, chuyên về những inverter hệ năng lượng mặt trời á. 5,8 kW. Cái này có bán rời nha, khách nào mua rời bán rời các bạn. Mình giới thiệu lại nha. Tại vì kênh mình cái tỷ số người mới là 65% nha, cho nên mình sẽ làm lại, nói lại nha. Cho nên khách nào đã nghe cái này nhiều rồi thì thông cảm nha. Ngày mai sẽ rã ra và bán, giao cho anh khách thêm một cái tủ. Đó, một cái hộp tủ này nè là 600 bao ship.
coi như mình ở dưới có hai cái quạt các bạn. 600 là giá rất là tốt luôn á. Ha. Tủ rất là ok. Ô. Có một bạn đang có một anh đang cần cái tủ để mình chào thử coi. Ha. Chào thử tủ này coi. Xem sao. 6. Ha. Chào thử tủ. Một cái giá mai rã đấy các bạn, mai rã thì mình báo nha. Mạch lọc DC 6kW nha, giá 600. Mạch lọc AC 6kW giá 600. Cái men chính giá 1 triệu nha. Còn hai cục chót này thì giá 400k một cục nha. Chót ke 44A đồng thanh quấn. Ok, cái này tính xong à, mai tính xong. Cái này ứng dụng gì không các bạn? Vít me. Cái đèn mình cũng đang xả nè. Khách nào ôm về bán lại thì mình để giá tốt nha. Cân giá tốt. Khách nào cần thì liên hệ mình. Cái động cơ... cái động cơ này thì nó vừa làm động cơ được mà vừa phát điện cũng được các bạn. 180k một cái nha. Còn đấu cầu diode thêm thì tính thêm. Cái này mình cũng đang có số lượng nha, khách nào cần ôm số lượng thì mình chia lại nha. Hiện tại thì mình đang vừa bán lẻ mà vừa bán sỉ ha, đang có một số dự định bán sỉ. Quạt này có một anh khách lấy hết các bạn nha. Giá rất là tốt. Nhưng mà những cái loại đẹp mấy cha băng này nè, sắp tới sẽ không có hàng nhiều. Cho nên khả năng sắp tới mình sẽ không bán sỉ nữa nha. Mình chỉ chuyên bán lẻ thôi. Tại vì khách mua lẻ cũng rất là nhiều đó, tại vì nó không có số lượng nha. Ví dụ như có 100-200 cái thì không nói. Còn đằng này lựa cả ngày thì chỉ được có 10-20 cái thôi các bạn. Cho nên là để bán lẻ ha, lô này bán sỉ cho anh nha. Còn lô sau chắc sẽ bán lẻ, tại vì nó không có số lượng. Cái này thì lâu lâu ngày gom cái hai cái. Thật ra lâu rồi mình biết cũng có, nhưng mà lúc đó thì việc nhiều bận, chỉ gom mấy cái mới thôi. Hiện giờ thì mình đang phân loại được hai loại nha. Một thì loại Japan, hai là loại Đài Loan hay là Trung China. Nhưng mà mình chỉ bán hàng tuyển thôi các bạn. Hàng tuyển mới thôi nha. Cũ hơn không bán. Mai ở nhà mình trả đơn các bạn, mình không có đi bãi nha. Mặc dù có một số cái việc cần đi, nhưng mà mình giờ là thứ tư mình cẩu một cái máy nội địa, cái máy máy nổ các bạn. Con này có ở đây có cái giảm tốc các bạn, giảm tốc nha, tỷ lệ như 1:10 á, 165W, 24V, 2000 vòng. 2000 vòng các bạn thấy thân nó to ghê á, thân nó to Italy nha. Nguyên cụm thì mình bán là 1.2 triệu nha. Nguyên cụm là 1.2 triệu. Con này các bạn, con này mình xả cho các bạn 500 về nghiên cứu nha. Hiện tại nó sống hết nhưng mà không biết cách chạy các bạn. Tại vì cơ bản nó không có 500. Nhanh đồ cấp 500 làm sao ta. Cơ bản thì nó sống hết nhưng mà không biết, không có 500 vĩnh cửu. Cho nên khi mình điều khiển là thì không được. Là phải có dây cấp 500 nha. Hoặc khách nào về chế mâm xoay các kiểu. Nói chung mà bán 500 nha. Thì mai mình sẽ review kỹ hơn con này. Đó. Up lại nha. NSK Japan xả 500 bao ship luôn. Nặng khoảng 14 kg.
Trong tuần này thì bữa nay các bạn, bữa nay mình có là lên một cái clip mà một chiếc xe chở hàng nhỏ nhỏ đó, khả năng cao thì mình sẽ đưa nó về, đưa nó về để mình đổ lên pin nha, đổ lên pin và có thể cắt ngắn lại hoặc là sau đó để chạy trong khu dân cư chơi các bạn. Anh cũng chưa ý định bán nha, nhưng mà muốn trải nghiệm, muốn đem về chơi nha. Cái này ngày mai thì ngày mai hoặc ngày mốt nha, hai anh em sẽ test. Cảm ơn khách đưa cho thông tin nha, tức là xăng pha nhớt, con này 2 thì pha khoảng 1 lít xăng khoảng 30-40 ml nhớt. Cảm ơn khách cho biết thông tin. Cái này mai 21 test nè, biến áp 24V ra 40A. À để mai test giới thiệu anh khách nha. Anh khách chạy cái chiếc cái tời kia đang cần khoảng 40A. Mình đang đặt một lô một lốc mấy cái bo điều khiển các bạn, bo chỉnh tốc á, thì nó về thì mình sẽ tiếp tục mình ráp, mình giới thiệu tiếp nha những cái bộ như vậy. Ok, cái kia mình thanh lý các bạn, 400 bao ship nha, khách nào cần thì liên hệ ở cái đó của Mỹ á, cái đó là thanh lý. Còn cái này thì để hai anh em lôi ra sẽ đổi cái motor sạc vô lên hoặc brushless lên làm quạt ly tâm, hoặc làm giống như là bộ quay ly tâm, nhưng nó đang xài động cơ Alpha Step. Cái này mình thanh lý các bạn ơi, cái đèn quay phim dưới nước, cái bóng này bữa mình test là không có chạy, không có sáng nha. Bây giờ mình xả sát lại, con này là 300 bao ship, xả sát lại nha. Đó. Bây giờ nó tình trạng chống nước rất là tốt nha, nhưng mà cái bóng đèn là nó không có sáng. Hình như mình cũng mua bóng đèn rồi các bạn. À vậy để mình thay vô coi, đây là mình cũng mua cái bóng đèn các bạn. Tò mò tọc mạch tái máy đặt mua thêm cái bóng đèn ha, để thay vô coi, hoặc là khách nào mua thì mình bán nha, hoặc để mai mình thay ra, tại vì bữa mình cũng có chụp cái hình cái bóng đèn á, nó y xì luôn, mình đặt luôn ha, đặt luôn về định thay vào. Còn khách nào mua thì 300 bao ship nha, tình trạng chống nước tốt nha, của Sony. Còn cái này không rõ cái gì, bán các bạn 300 luôn, hàng sưu tầm độc lạ Formington, hàng của Mỹ, Los Angeles, electric 28V DC, indicator Bang & Olufsen là gì các bạn, bộ đếm số vòng hả, hàng của Mỹ, cái này chắc trên máy bay các bạn. Bên bãi cái đồ máy bay về rất là nhiều nha. Ừ đây mình xả cái bộ này luôn. Mình chưa bao giờ nói cái clip nào mà con này nó sống hết các bạn, nó chết nhăn răng nha, cấp điện không có lên đó, cho nên khách nào mua được thì mua. Ở đây thì mình tháo cái RAM ra các bạn, RAM 2GB, tháo ra chùi rửa RAM 2GB. Cái men này mình báo các bạn nha, CF gạch G8 gạch PT V2.0. Ở đây nó có một cái cạc, gọi là cái cạc giống như cái cạc V8 hay cái cạc mà studio mà cho những cái máy CNC các bạn, nó chạy nha. Ở đây có một cái SATA ổ cứng, bao nhiêu ghi ta, ổ cứng bao nhiêu ghi, 6 ghi các bạn ơi, không phải nha, 6GB trên 1 giây. Ổ cứng này không biết bao nhiêu ki. Cái CPU này mình tháo trên cái máy công cụ ra. Nó đi kèm với một cái bo điều khiển 4 trục. À, con này là cắt đột dập các kiểu. Cái bo này sống các bạn, nhưng mà cái CPU này nó bị có vấn đề. Định xả rẻ mà thôi. Chắc mình để mình nghiên cứu luôn. Chứ đang bán hoài không em mua nha. Định xả rẻ mà thôi. Hoặc là khách nào mua thì cái CPU nữa các bạn, cộng với cái bộ điều khiển 4 trục nè, cộng với một cái màn hình, cộng cáp,
để lại các bạn giá 1 triệu bao ship, vậy các bạn nghiên cứu. Cái này chắc chỉ là những cái dân kỹ thuật á, những dân mà chuyên thích CNC mới làm được, mới mua. Toàn những đồ mình giới thiệu hoài. Ê, còn cái này, cái này nếu sang tuần mà không ai mua thì mình chở qua bãi mình bán luôn các bạn. Giá nhôm hiện tại, nếu mà nhôm sạch nha, nhôm mà không có những con thép á, không có hông, này tháo ra nè, thì giá hiện tại đang 40k một kg. Một cái giá rất là một giá rất là nhiều cái suy nghĩ nha. 40k một kg nhôm phế sạch, còn nếu có lẫn thì người ta trừ ra các bạn. Cái khả năng thì mình sẽ xả kho xử lý một số cái. Ok, quay một vòng cho bạn coi vậy nha, khách nào cần gì thì liên hệ shop nha.